Đón xuân này tôi nhớ xuân xưa. Một chiều xuân em đã hẹn hò, nhuộm tình trong cánh hoa mơ, đưa hương theo làng gió. Em bảo rằng nên viết thành thơ. Người ơi hai tiếng từ lý nào nề, vì đâu hai đứa mình cách xa nhau. Lối ngõ đường trăng thuở xưa, ghế đá tàn theo gió mưa, phương trời Quy Nhơn nhạt Kính thưa quý khán giả, nhòa. hiện tại em đang trên đường đến mộ của nghệ sĩ anh ca Hồng Cường. Thì hôm nay đi cùng với em có hai anh chị từ Long An xuống. Thì hai anh chị là người ái mộ của danh ca Hồng Cường từ lâu. Thì anh chị có chia sẻ là lần trước anh chị có xuống á, nhưng mà xuống tới cái ấp này luôn nhưng mà không có tìm được nhà. Thì vô tình anh đã xem cái đoạn clip mà em đến đây và viếng mộ danh ca Hồng Cường cách đây khoảng 3-4 tháng trước. Nên anh có liên hệ với em là cái dịp đầu năm mới thì anh em cùng đi đến đây để cùng viếng mộ danh ca Hồng Cường. Thì đây là trên đoạn đường sắp tới mộ của danh ca Hồng Cường. Hôm nay xin mời tất cả mọi người cùng đến và viếng mộ danh ca Hồng Cường cùng với anh em chúng em. Hôm đó con có đến lần rồi, rồi giờ đây là lần thứ hai con đến, giờ con dẫn anh chị đến. Ông già đó đó thì dài trong kia đất nhiều lắm. Ở đây là đất của ông nội bác Hồng Cường hết đó. Hồng Cường. Kính thưa quý vị khán giả, hiện tại em đang có mặt tại nhà của danh ca Hùng Cường. Thì cách đây khoảng 3 tháng trước em có đến đây. Thì hôm nay em có dẫn anh chị từ Long An đến đây, người ái mộ của danh ca Hùng Cường đến đây dịp đầu năm á. Hôm nay là ngày mùng 8 tháng quý vị để anh chị viếng danh ca Hùng Cường. Thì kính thưa quý vị, thì đây là chú bác tên gì bác? Tôi á. Dạ. Tôi tên Sáu Nghị, cũng bà con với Hùng Cường. Dạ, đây là Bà bác. Hùng Cường lớn tuổi hơn nhiều tôi nhiều. Dạ, nhưng mà dai là bác Hùng Cường gọi bác là anh đúng không? Ừ. Dạ. Còn đây là anh Dũng từ Long An. Từ Long Đúng, An âm trang cho biết kìa hả? dạ, đây anh Dũng từ Long An, người ái mộ của anh Cao Hùng Cường xuống đây hen gì. Thì xin mời anh Dũng nói đôi lời. Dạ, xin chào. Anh cứ nói ha. Dạ, xin chào cái khán giả của kênh Nguyễn. Okay. Thì mình Dũng Long An, mình Dũng. Để có duyên ái mộ với nghệ sĩ Hùng Cường này lâu, thích những bài tân cổ nhạc cải lương, nên xuống đầu năm đi viếng Nguyễn, đi viếng mộ nghệ sĩ Hùng Cường, và trước là viếng thăm, sau đó chắc cũng gửi tặng khán giả một vài bài gửi lời kỷ niệm nghệ sĩ Hùng Cường. Cảm ơn quý vị. Anh Dũng có chia sẻ với tụi em là anh Dũng có chất giọng rất là giống danh ca Hùng Cường quý vị, và anh Dũng là người rất là mê cổ nhạc đúng không anh? Mấy câu nhạc cải lương xưa và thậm chí tân nhạc, cái trong nhạc của Hùng Cường. Anh Dũng có đi với chị Thúy, thì chị Thúy đã lên trên nhà thờ trước rồi, bây giờ rồi. Anh em tụi mình xin phép lên đó mình thắp nhang cho danh ca Hùng Cường xíu hết mọi người. Thắp nhang trước rồi sau đó là mộ. Dạ, con thì ở Bến Tre còn anh Dũng thì ở Long An. Rồi anh Dũng có liên hệ con á, là nhờ xuống đây đi với anh Dũng. Dạ, để cho biết. Thắp hương đầu năm. Dạ, tụi con lên trên đó trước chưa? Dạ. Dạ. Chơi. Dạ, cảm ơn. Vô cho biết nó đây hả? Kính thưa quý vị, thì đây là đường lên nơi thờ của danh ca Hùng Cường á mọi người. Thì hôm đó chú có chia sẻ là con của bác Hùng Cường là anh Quang Đại, đạo diễn Trần Quang Đại đã xây vào năm 2016 á mọi người. Kính thưa quý vị khán giả, thì bây giờ anh Dũng với chị Thúy đang lên nơi thờ của danh ca Hùng Cường để thắp nhang và trưng trái cây hả mọi người. Thì cách đây khoảng vài tháng này em có lên đây em thắp nhang cho danh ca Hùng Cường một lần. Thì hôm nay em dẫn anh Dũng với chị Thúy, hai anh chị ở Long An không ngày đường xa đã đi đến đây ha. Chị Thúy, mình nói vài lời cho khán giả nghe chị. Chị đi theo tháp tùng với anh Dũng đúng không? Dạ đúng rồi, hôm nay cũng có dịp đến thăm chú Hùng Cường, đến thăm mộ đầu năm. Thì anh em cũng đi du sưng trước là cúng xong rồi cũng đi đến đây để cho biết. Tại vì từ trước giờ cũng chưa có biết đó. Rồi cũng kết hợp với anh Dũng là hai anh em đi xuống dưới đây.
để mà mình viếng mộ rồi cũng hát vài bài hát. Rồi thôi cũng cảm ơn khán giả nha. Rồi. À, bây giờ thì mình nhường lại cho anh chị thắp nhang với cúng cho danh ca Hùng Cường một xíu ha mọi người. Kính thưa mọi người, sau khi anh Dũng với chị Thí thắp nhang ở trên nhà thờ xong thì một xíu nữa sẽ đi ra mộ của danh ca Hùng Cường ha. Sau đó mình sẽ ghi hình lại cho mọi người xem ha. Cũng chia sẻ với mọi người thì ở đây là mọi người có hai bức bức ảnh thì lần trước mình đã quay rồi, bây giờ mình quay lại cho mọi người coi ha. Thì ở đây là đoạn đường vô nhà của danh ca Hùng Cường nè mọi người. Đây là cái đoạn đường vô chụp chắc cách đây cũng khá là lâu rồi mọi người. Còn ở bên đây là ngôi nhà cũ. Ngôi nhà cũ trước kia ha. Đây, đây ngôi nhà cũ tại địa điểm này luôn nè mọi người. Hai bên thì có treo hai bức tranh á, mình quay lại cho mọi người xem ha. Xong rồi ha anh. Ngôi vua thắng tổ, ông bà, danh ca Hùng Cường, tất cả gia đình, những ông bà đã khuất, thì vẫn sanh cực lạc. Nam mô Di Đà Bà Dạ, Tha Ra Dạ, Di Dạ Tha, A Di Đô Bà Tì, A Di Đô Bà Tì, A Di Đà Cân Lăng Đế, A Di Đà Cân Lăng Đa, Thầy Di Đà Đa, Chỉ Đa, Ca Lệ, Ta Bà Ha. Nam mô Di Phật, Nam mô Di Phật, Nam. Dũng nay mình thỏ lòng mong ước của mình bấy lâu nay ha. Dạ, cũng cũng ái mộ nghệ sĩ thân nữ Hùng Cường lâu lắm, cũng nay có duyên có dịp đầu năm với mấy em Nguyễn trên quay YouTube công ty thăm viếng, trước là mình thắp hương qua và cúng quy thất tổ cũng như danh ca Hùng Cường, cũng chắc cũng như đại diện khán giả thì thăm chắc nhiều người cũng ái mộ cũng muốn tới thăm lắm. Dạ, có duyên nào có dịp tới thăm. Dạ. Dạ. Chúc cả quý vị ái mộ kênh của Nguyễn năm mới cũng nhiều sức khỏe. Dạ. Dạ. Một xíu nữa mình còn đi ra mộ nữa mà ha. Dưỡng dài rồi. Dạ kính thưa quý khán giả, thì sau khi mà anh chị vừa thắp nhang trên nhà thờ xong á, thì bây giờ em sẽ cùng anh chị đi ra ngoài khu mộ của danh ca Hùng Cường ha mọi người. Thì ở đây là cái đoạn đường cái clip trước em đã quay cho mọi người xem ha. Bây giờ em cùng anh chị sẽ đi ra đó ha mọi người. Ở đây mình muốn viếng mộ danh ca Hùng Cường thì đường cũng dễ đi mọi người. Lúc nãy mình có nghe chú Thu, chú kể là có một chú đó ở Cà Mau. Lên lần thứ nhất, lên lần thứ hai mới tìm được nhà đó. Lần trước mình có dịp mình đi nhưng cũng may mắn mình đi một lần duy nhất, mình hỏi thăm là mình đến được. Nói chung thì cũng có duyên hết mọi người. Bây giờ mình đợi anh chị một xíu, anh chị đang chuẩn bị mâm cúng để đem ra viếng mộ danh ca Hùng Cường đó ha. Kính thưa quý vị khán giả, bây giờ em cùng với anh Dũng với chị Thí sẽ ra cúng mộ của danh ca Hùng Cường ha. Hôm nay thì đi cái dịp đầu năm á, cũng ngày mùng 8 á, nên thời tiết cũng rất là mát mẻ mọi người. Chia sẻ mọi người, ở đây là đất nhà, đất của ông nội của danh ca Hùng Cường từ xưa đến giờ luôn á. Đây thì trồng trọt cây trái rất nhiều, thời tiết thì mát mẻ. Đây, đã ra tới mộ danh ca Hùng Cường mọi người, phía trước đó. Danh ca Hùng Cường với ông bà nội. Đây, mộ danh ca Hùng Cường đây anh.
về bài để tưởng nhớ tưởng niệm cố nghệ sĩ danh ca Hùng Cường. Dạ, xin phép. Xin phép hát một bài tân nhạc đi ha, rồi hát bài cổ. Bài trước tiên hát bài 60 năm cuộc đời. Chúa phù hộ với hộ con. Em ơi có bao nhiêu 60 năm cuộc đời, 20 năm đầu sung sướng không bao lâu, 20 năm sau sầu tư cao vời vời, 20 năm cuối là bao. Ơi là thế đời sống không được bao, ơi là bao đời không lâu là thế đó. Ơi được bao sống mà yêu nhau. Em ơi có bao nhiêu 60 năm cuộc đời, khi xa em rồi anh biết thương yêu ai, nên khi yêu nhau thì yêu trọn đời, em ơi có là bao. Dạ xin chào. Thôi cũng đầu xuân thôi mình đến mình cũng hát một bài về xuân đi. Hát bài tân cổ duyên á, hát một câu mà tân cổ đón xuân này nhớ xuân xưa của tác giả Loan Thảo. Hát tân cổ nhạc luôn. Nãy cô biết mấy thầy đờn mà tâm sự của khán giả chút, biết thầy đờn mà nay mới cận quá với lại mấy thầy đờn đi đờn hết rồi, không có đờn hát không hát chay với khán giả nghe. Dạ, kính thưa khán giả thì dịp đầu năm á, anh Dũng có liên hệ với một số thầy đờn á, nhưng mà đầu năm người ta đi khai trương cũng hơi nhiều nên mình không có hẹn được, nên anh quyết định anh hát bằng cái chất giọng của mình, hát chay luôn cho quý khán giả nghe. Thì quý khán giả coi thì hãy ủng hộ anh Dũng như mọi người, mình ủng hộ tinh thần cho anh Dũng nhiều lên. Thì anh Dũng cũng bỏ thời gian bỏ công tới đây với mọi anh ca Hùng Cường rồi, cũng anh mới vừa trình bày một ca khúc 60 năm cuộc đời. Thì bây giờ xin mời anh thể hiện thêm để cho mọi người nghe ha. Thì mời anh ha. Dạ dạ. Thì cũng có nghe hát có chi dùng mấy nha khán giả. Vui khán giả ủng hộ. Đón xuân này tôi nhớ xuân xưa, một chiều xuân em đã hẹn hò, nhuộm tình trong cánh hoa mưa, đưa hương theo làng gió, em bảo rằng nên viết thành thơ. Đón xuân này tôi nhớ xuân xưa, hẹn gặp nhau khi pháo giao thừa, anh đứng chờ em dưới sông thưa, em đi qua đầu ngõ, hỏi nhau thầm xuân đã về chưa, hỏi nhau thầm xuân đã về chưa. Xuân về chưa mà mái giang trước ngò dằng dẳng xa đưa, từng ngồi pháo nổ gió hương bài ngày ngất tâm hồn. Có một chiều xưa ai mà đã hẹn hò, có một chiều xưa hai đứa mình gặp gỡ, đón giao thừa bằng pháo nổ trong tim. Ôi đẹp làm sao những buổi đầu tiên xa, giây phút đã nghe lòng nhiều thương nhớ, anh nép mình đứng tựa sông thưa, chờ nghe bước chân ai đi qua ngoài sông cửa. Dạ cái này tân cổ duyên này hát cái song ca Bạch Tuyết mà mình hát con câu thôi, cái dịp nào có đời hát thêm mà vui. Kính thưa anh cả, thì lúc trước anh Dũng có chia sẻ mình là chất giọng của anh khá giống danh ca Hùng Cường á, nhưng mà khi anh Dũng hát bài này anh thấy là giống thiệt. Nếu mà có chương trình song ca cùng thần tượng hay ca sĩ giấu mặt á, anh Dũng đi thi là quá tuyệt vời luôn, chất giọng rất là giống luôn anh Dũng. Ừ, nghe cội không? Dạ. Thêm bài nữa không? Dạ, anh Dũng cứ trình bày khán giả xem, mình cứ thể hiện hết điểm đam mê của mình. Cũng mấy bài nữa thôi, hát bài ngắn gọn đi. Dạ. Hát hai câu của trích đoạn Hàm Mật Tử. Dạ. Anh chị có muốn song ca luôn không? Sẽ hát hai câu đi, không có vô kia thêm. Sẽ gửi đến khán giả, quý vị ái mộ kênh của Nguyễn Ca và ủng hộ Dũng cũng như Nguyễn.
sẽ hát cái trích đoạn câu 4, câu 6 bạn trong dẫn câu trích đoạn Hàm Bà Tử. Quý vị ủng hộ, có gì tha lỗi ha. Người ơi hai tiếng thư lý nào nề, vì đâu hai đứa mình cách xa nhau, lối ngõ đường trăng thuở xưa, gậy đá tàn theo gió mưa, phương trời huy nhân nhạt nhòa. Từ nay trong gió lời thảm thương buồn, hồn thơ anh sẽ đền khắp nẻo mơ, lấy máu hòa tan ánh trăng, đem gió hòa chung áng thơ. Đau thương anh lắm cầm ơi, đau thương anh lắm người ơi. Mong cầm ơi sợ tiếng từ ly, thôi em về đi cho anh được gói tròn thân phần. Vì trong cuộc đời anh đã mang nhiều cây đắng, nên chẳng dám chở tình ai cho nặng cánh phiêu bồng. Mong cầm ơi có phải đêm nay là 16 trăng tròn, ai sẽ thấy anh mình làm thơ ca tụng nhắc nhở tình mình qua mấy mùa thu. Trăng không còn trăng tình duyên, mà trăng treo chơi dơ trên cành liễu rủ, thấm mê lạnh vào hồn từng giọt sương đêm, ướt cả bờ vai của người bạn chung tình. Mong cầm ơi nếu phải xa nhau vĩnh viễn cõi đời này, nếu gặp lại nhau hoặc sẽ đưa em đến mãi trời xa mấp mảnh hình hài không còn người lui tới. Thì em ơi đây giây phút cuối thay tiếng tạ từ đoạn tuyệt tình nhau, những bài thơ tặng riêng cho em đó, coi vật cuối cùng anh gửi lại cho em. Hàng Mặt Tử anh hết thương em rồi sao, ai cấm được tình yêu căng đầy nhựa sông. Anh còn đây em còn đó, trắng chưa sầu mà liễu chưa rủ, tóc còn mềm như giọt suối trong xanh. Như thuở nào ngồi đợi ánh trăng lên, anh đưa em vào bãi văn. Mộng chưa tàn sao anh vội bỏ trốn, em một mình ngơ ngác nẻo trời xa. Réo gọi tên anh cho mờ đôi mắt, lệ trăng vẫn còn đây em lại mới ngờ trăng tàn. À, xin cảm ơn quý vị khán giả, hồi đi giao lưu một thì đoạn nha thôi cũng à, cảm ơn. Dạ kính thưa quý vị khán giả, thì vừa rồi quý vị khán giả vừa nghe ba ca khúc của anh Dũng trình bày ha. Thì bây giờ mình sẽ vô trong hết nhiêu vô trong dạ bây giờ mình sẽ vô trong mình tiếp tục chương trình hết mọi người.